là ngày tuyệt nhất vì mình thật thơm mát. Sáng thứ ba thần tệ vì khăn tóc mắt mũi máu ghê. Còn thứ tư mỗi nha loa vì khăn đã có mùi. Mẹ phải thay khăn thường xuyên. Thật tuyệt, mẹ đã tìm ra đao đi chống khuẩn, giúp ngăn sự phát triển của những vi khuẩn gây mùi. Mẹ không phải thay khăn thường xuyên.